CTT News. Điểm danh những loại rau quả dễ gây sảy thai. Mẹ bầu nên hạn chế những loại rau quả như mướp đắng, nhãn, đu đủ xanh để giảm nguy cơ gây sảy thai. Một số bằng chứng khoa học đã khẳng định trong một số loại rau quả có chứa những chất khiến tử cung mẹ bị co thắt và tăng nguy cơ dẫn đến sảy thai nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, để có một thai kỳ hoàn hảo, các mẹ nên hạn chế những loại rau quả dưới đây. Các loại củ quả: quả dứa. Bà bầu mang thai 3 tháng đầu không nên ăn, uống quá nhiều nước ép dứa, vì loại quả này có thể gây ra những cơn co thắt tử cung, làm sảy thai, gây tiêu chảy hoặc dị ứng cho bà bầu. Nguyên nhân là do dứa tươi có chứa bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, tạo ra chất gây phá thai. Tuy nhiên, qua 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu có thể ăn một lượng dứa vừa phải, phù hợp. Táo mèo. Táo mèo có vị chua, chát, ngọt, rất hợp với những bà bầu ốm nghén. Nhưng loại quả này lại không thực sự tốt cho phụ nữ mang thai. Theo nhiều tài liệu ghi lại, táo mèo có tác dụng làm hưng phấn tử cung, có thể thúc đẩy tử cung co bóp, gây sảy thai và sinh non. Quả nhãn. Nhãn là một loại quả rất ngon, có mùi thơm, vị ngọt. Tuy nhiên, đây lại cũng là một loại quả mẹ bầu không nên ăn trong quá trình mang thai, bởi phụ nữ mang thai thường có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng táo bón. Ăn nhãn nhiều sẽ tăng nóng trong, động huyết động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí, dẫn tới sảy thai. Đu đủ xanh. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy đu đủ xanh hoặc chưa chín hẳn chứa rất nhiều enzymes và mủ, có thể gây nên sự co thắt tử cung với hậu quả là gây sảy thai. Hơn nữa, đu đủ xanh còn chứa prostaglandin và oxytocin là những chất mà cơ thể rất cần để khởi động cho giây phút ra đời của đứa trẻ. Vì thế, khi chưa đủ ngày đủ tháng để đứa trẻ ra đời, nếu ăn đu đủ xanh thì rất có thể mẹ bầu sẽ bị sảy thai. Quả đào. Quả đào có vị ngọt, tính nóng nên nếu ăn nhiều đào, bà bầu dễ bị xuất huyết. Lông ở vỏ quả đào rất dễ gây ngứa, rát cổ họng. Mướp đắng, khổ qua. Trong mướp đắng cũng rất giàu vitamin B, sắt, kẽm, kali, mangan, magie, nên loại quả này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch. Có thể nói, lợi ích từ mướp đắng rất nhiều, nhưng nếu việc sử dụng quá thường xuyên hoặc lạm dụng thì lại không tốt chút nào. Vị đắng của quả này gây kích thích mạnh, dẫn đến co bóp tử cung và dạ dày. Hậu quả có thể gây sảy thai ở những người có tử cung ngả sau, tử cung có sẹo hoặc đã qua nạo phá nhiều lần. Mướp đắng có chứa những chất như quinin, morodicin và hạt mướp đắng có một chất là visin. Đây là những chất có thể gây ngộ độc ở một số người. Ngoài ra, ăn quá nhiều mướp đắng cũng gây ra tiêu chảy, đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Do đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng phụ nữ có thai nên tránh ăn quá nhiều mướp đắng. Khoai tây mọc mầm xanh. Đây là thực phẩm rất độc vì có chứa một chất độc có tên là solanin, có thể gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng mà người ta chưa lường hết, nhất là rủi ro gây sảy thai. Các loại rau. Ngải cứu. Ngải cứu có vị đắng, cay, mùi thơm, có tính hơi ấm nên có tác dụng tốt trong việc điều hòa tuần hoàn máu, làm dịu thần kinh, giúp làm giảm đau cơ và các cơn đau ở vùng bụng. Tuy ngải cứu được dùng trong một số bài thuốc nam nhằm an thai dành cho người bị động thai hoặc sảy thai liên tiếp, thế nhưng nhiều người lầm tưởng ngải cứu là một vị thuốc an thai thì điều này không hoàn toàn đúng. Việc sử dụng hợp lý ngải cứu sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người mang thai, nhưng nếu lạm dụng ngải cứu trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ, có thể dẫn đến ra máu nhiều, co tử cung và sảy thai. Rau ngót. Rau ngót có tính lạnh, vị ngọt, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ máu, nhuận tràng. Trong rau ngót có chứa vitamin K, một loại vitamin hiếm trong giới thực vật. Đồng thời, trong rau ngót còn có một lượng đạm thực vật, sắt, mangan và vitamin A. Tuy nhiên, trong rau ngót có chứa papaverin,
là một chất được tìm thấy trong cây thuốc phiện, có tác dụng giãn cơ trơn của mạch máu để giảm đau, hạ huyết áp. Nếu sử dụng một lượng rau ngót tươi hơn 30mg thì có thể gây co thắt tử cung và dễ dẫn đến sảy thai. Dược thư Việt Nam 2002 ghi rõ khuyến cáo không dùng papaverin cho người có thai. Rau trùng ngây. Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, lá và hoa của rau trùng ngây có chứa gấp 7 lần lượng vitamin C của một quả cam, gấp 4 lần lượng canxi và 2 lần lượng protein trong sữa, gấp 4 lần lượng vitamin trong cà rốt, hơn rau diếp cá 3 lần chất sắt và gấp 3 lần lượng kali trong chuối. Đây hẳn là một loại thực phẩm vô cùng dinh dưỡng, nhưng nó chắc chắn không dành cho người đang mang thai. Do trong rau trùm ngây có chứa alpha-sitosterol, đây là một loại hormone có cấu trúc giống estrogen, có tác dụng ngừa thai, làm co cơ tử cung và làm sảy thai. Vì vậy, các nhà khoa học khuyên rằng phụ nữ có thai không được ăn rau trùm ngây. Rau sam, đây là loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao, mà đồng thời còn là một loại dược liệu rất tốt. Rau sam thuộc tính hàn, vị chua, có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết giải độc, trừ run. Trong rau sam có chứa nhiều các vitamin và khoáng chất, đặc biệt lượng các axit béo omega 3 trong rau rất dồi dào. Rau dễ trồng, dễ chăm và dễ tìm nên là một món ăn khá quen thuộc của nhiều người. Tuy nhiên, đối với người có thai thì bạn hãy hạn chế việc sử dụng rau sam, bởi rau sam có thể gây kích thích mạnh đến tử cung và gia tăng tần suất co bóp. Điều này rất dễ dẫn đến sảy thai và nguy hiểm cho sức khỏe của phụ nữ. Rau răm là loại rau dễ trồng và thường được dùng kèm trong nhiều món ăn của người Việt Nam. Rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm. Tác dụng của rau răm khi ăn sống thì ấm bụng, giúp tiêu thực, tán hàn. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều rau răm trong 3 tháng đầu thai kỳ khiến người mẹ dễ bị mất máu. Đặc biệt trong rau răm còn có chất khiến tử cung co bóp, dẫn đến sảy thai. Vậy nên hãy tránh ăn quá nhiều rau răm khi mang thai. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.